Xin kính chào các thính giả đã quay trở lại với chương trình. Chúng tôi là Châu Anh, Nhi và Linh. Và hôm nay chúng tôi ở đây để mang đến cho các bạn một câu chuyện về hệ thống hành chính của nước Mỹ những năm 90 của thế kỷ 20. Đây chắc chắn không phải là một bài thuyết giảng đâu thưa các bạn. Cái chúng tôi muốn kể là một câu chuyện cổ tích kia. Câu chuyện này được rút ra từ tập số 223 của chương trình truyền thanh nước Mỹ nổi tiếng 99% vô hình. Vào những năm của thập niên 90, báo chí nước Mỹ vẫn thường nói về một phép lạ xảy ra ở một xứ sở nhiệt đới phía nam tiểu bang California. Không phải bụi tiên, cũng không phải cái hoạt cảnh mọi thứ sống dậy sau cái vẩy của đỡ thần. Phép lạ ấy là ẩn dụ cho một dự án cải cách chính sách trợ cấp của một quan chức địa phương. Người ta gọi ông là ngài Larry Townsend thần kỳ và nơi được áp dụng thử nghiệm là hạt Riverside màu nhiệm. Cái gì đã làm cho chính sách cải cách trợ cấp này được ca tụng đến như thế? Đó là bắt nguồn từ suy nghĩ cho rằng nếu mọi người đều có thể tìm được công việc, họ sẽ không thất nghiệp và do đó không cần đến khoản trợ cấp của chính phủ. Larry Townsend, lúc bấy giờ là một quan chức làm trong phòng trợ cấp ở hạt Riverside, đã tìm mọi cách để khuyến khích công dân đi tìm việc. Ông luôn cảm thấy không hài lòng khi nghe những mẩu chuyện về người phụ nữ tính toán việc đẻ thêm con để thêm khoản trợ cấp hay là cuộc hội thoại giữa hai đứa trẻ có mẹ đi nhận trợ cấp. Ông cho rằng đã đến lúc tư duy dựa dẫm vào khoản tiền chính phủ của người dân phải được cải tổ. Ông nói, cuộc đời sẽ sang trang nếu bạn lao động. Và thế là dự án thí nghiệm GAIN, tạm dịch là đồng tiền độc lập, được ông áp dụng trên địa bàn mình quản lý. Không có đủ kiên nhẫn và thời gian cho một chương trình công phu gồm đủ các bước từ giáo dục, đào tạo và trang bị các kỹ năng cần thiết cho mọi người, vị quan phụ mẫu này muốn làm mọi công đoạn đơn giản hơn. Đó chính là nhét việc làm vào tay họ càng nhanh càng tốt. Thứ nhất, ông khẳng định điều kiện nhận trợ cấp sẽ trở nên ngặt nghèo hơn. Ngặt nghèo như thế nào? Ví dụ như là đối với một người mẹ đơn thân thất nghiệp, con chị ấy sẽ nhận được trợ cấp, còn chị ấy thì không. Thứ hai, những người trong danh sách nhận trợ cấp hàng tháng tại Riverside từ giờ sẽ trở thành hội viên của một câu lạc bộ. Ở đó thì mọi người tập trung thành một vòng tròn. Sau đó thì có một người trưởng nhóm sẽ nói về đi làm thực sự có ý nghĩa như thế nào và cách để tìm được việc, như là làm sao để xử lý những ông sếp khó tính hay là làm sao để trở nên một nhân viên tiềm năng. Thứ ba, Larry Townsend tin tưởng vào sức mạnh của những thông điệp tích cực được lặp đi lặp lại. Chương trình thử nghiệm đã đầu tư một khoản tiền vào những affix băng rôn với một cái thông điệp chung, đó là đừng đợi con tàu của mình đến đón mình mà hãy bơi ra với nó. Không chỉ có thế, khi được khuyến khích bởi hiệu quả của dự án, Townsend còn cùng với các đồng sự tại phòng trợ cấp tự tạo ra một album nhạc với thể loại trải dài từ country đến rap hay rock. Không phải họ muốn mở rộng sự nghiệp sang showbiz, chúng ta đều biết điều đó, bởi vì không có một ca sĩ nào hát về việc làm hay là trợ cấp cả. Và rõ ràng nội dung của album này nói về từ đầu đến cuối chỉ xoay quanh những khẩu hiệu về việc làm và trợ cấp. Những thông điệp đó tựa như là trợ cấp mà chỉ tạm thời, sao bằng có việc đời đời ấm no. Đó là chúng tôi tạm dịch như thế. Chưa bàn đến kết quả thì chỉ riêng về nhiệt huyết và sự cố gắng không mệt mỏi của Larry Townsend và các đồng nghiệp đã đủ để mọi người ngả mũ. Nào, giờ thì bàn đến kết quả, nhà xã hội học James Riccio đã làm một bản tổng kết về mức sống của các gia đình tham gia chương trình này. Và ông đã rất hài lòng với con số 42 mà mình tìm được. Trung bình mức lương của một người đã tăng lên 42% so với những người không tham gia dự án. Còn nếu đem so sánh với các chương trình khác, cái mà được chú trọng hơn về giáo dục và đào tạo, thì dự án GAIN cũng tỏ ra là hiệu quả hơn khi xếp hạng đầu trong bang. Báo chí cũng tấm tắc về mô hình mới đơn giản này, và họ nói rằng nó thì đơn giản đến mức kỳ lạ. Nếu anh muốn mọi người thôi không lệ thuộc vào trợ cấp, hãy hỗ trợ họ cho đến khi họ có một công việc. Larry Townsend, nhờ hào quang của cuộc cải cách, đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm, được mời đến dự các buổi hội nghị về trợ cấp và nêu tên trước các buổi họp quốc hội. Cuối cùng vào năm 1996, dự án Riverside thần kỳ đã trở thành hình mẫu cho dự luật cải cách trợ cấp của Tổng thống Bill Clinton. Nhưng chỉ vài năm sau, ánh sáng từ cuộc cải cách Riverside thần kỳ đã không còn nữa. Vào những đầu năm 2000, Joe Hulse là thành viên của trường Đại học Kinh tế Duke đã quay trở lại vùng Riverside để thực hiện một cuộc khảo sát. Những người tham gia khảo sát là những người trước đây đã từng trải qua chương trình cải cách của Townsend.
nội dung của khảo sát là so sánh mặt bằng cuộc sống giữa nhóm người tham gia cải cách Townsend với những người tham gia vào những cuộc cải cách khác như ở Los Angeles hay là ở California. Và kết quả là những ảnh hưởng tích cực từ cải cách Riverside đã hoàn toàn biến mất. Quả thực là như vậy, trong những năm đầu cuộc cải cách của Townsend đã có kết quả rất tốt, thậm chí còn vượt chỉ tiêu khi người người nhà nhà đều có việc làm, chẳng cần trợ cấp nữa khi họ đã có thể tự kiếm tiền. Tuy nhiên, kết quả viên mãn đó thì chẳng tồn tại mãi mãi. Đó là điều có thể đoán trước được khi những người được giáo dục và đào tạo bài bản thì tất yếu sẽ làm tốt công việc hơn với những người chỉ cố gắng kiếm được việc làm bởi sự khuyến khích từ những băng rôn và khẩu hiệu. Cho đến tận bây giờ, những người tham gia vào dự án của Townsend hiện vẫn còn đang phải đối mặt với những hệ quả dở khóc dở cười, không biết nên vui hay nên buồn. Ví như là Sophia Elsman, hiện tại cô đang là một quản lý của một cửa hàng quần áo và cô đã không còn phải nhận trợ cấp xã hội nữa. Tuy nhiên, thu nhập bình quân của cô khá thấp, chưa đến 15 đô la một giờ. Nghĩa là ngang với 5 bịch kẹo M&M 200 gram, chỉ có thế thôi. Có thể nói là như vậy. Khi được hỏi về dự án Riverside thì cô đã ước rằng trước kia nên dành thời gian để được đào tạo và có thể kiếm được một công việc tốt hơn. Tôi đã luôn muốn trở thành một y tá, Sophia đã nói như vậy. Nhưng rõ ràng hiện tại thì khác xa so với cái ước muốn đó của cô. Như vậy rõ ràng là dự án của Larry Townsend và rộng ra là công cuộc cải tổ trợ cấp xã hội của Tổng thống Bill Clinton tiêu biểu cho những tư tưởng và thực hành nhằm giảm vai trò của chính phủ trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Những cải cách này có thể có cái lý của chúng và đem lại kết quả tốt đẹp trong một giai đoạn ngắn. Tuy nhiên, trong một nền kinh tế đầy cạnh tranh với sự lên ngôi của tri thức và những ý tưởng sáng tạo thì những việc làm mà những người tham gia dự án của Larry Townsend tìm được sẽ khó mà lâu bền. Khó lâu bền, nói chung là vậy. Người dân mới chỉ có thể đặt được bàn chân trái vào thị trường việc làm, chứ chưa nói đến việc sống sót trên chiến trường ấy. Những chương trình chú trọng vào đào tạo kỹ năng và đem lại bằng cấp cho người dân sẽ giúp ích hơn cho họ trong việc tìm kiếm một công việc lâu dài và ổn định. Số lượng các công việc không yêu cầu bằng cấp và kỹ năng đang ngày càng hiếm. Chúng ta không thể giúp những người đang hưởng trợ cấp ra ngoài tìm những công việc thậm chí còn không tồn tại. Và kết quả là họ sẽ một ngày nào đó muốn trở về phòng trợ cấp mỗi tháng để lĩnh số tiền an ủi. Câu chuyện về Townsend ở xứ sở Riverside rõ ràng không phải là một câu chuyện cổ tích bĩ cực, thái lai, bất chấp rất nhiều những tính từ có cánh mà người ta chắp lên các danh từ riêng trong câu chuyện đó. Nó là ví dụ của một thành công không bền khi chưa chú ý đến những yếu tố gốc rễ, và khi nhắc đến dự án này, người ta cũng không biết nên dùng từ thành tựu hay là hệ quả. Nó nhắc ta nhớ về những sự khắc nghiệt của bất kỳ nền kinh tế nào và những gì chúng ta thực sự cần để bước vào đó. Và những gì ấy dĩ nhiên không phải là một phép lạ. Và đó chính là câu chuyện của ngày hôm nay. Vậy bạn nghĩ gì về nó?